Đây chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc. Quý vị thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nghệ sĩ đã đem hết cảm xúc phó vào những cung đàn muôn điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc, và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý thính giả cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của chính tác giả Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc kỳ thứ 68, nhạc sĩ Văn Phụng, phần thứ 3. Chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý vị khán thính giả khắp mọi nơi. Xin thân mến gửi lời cầu chúc sức khỏe và ước mong mọi điều bình yên, tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Trong chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc kỳ thứ 68 ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chương trình thứ 3 dành cho nhạc sĩ Văn Phụng với chủ đề Văn Phụng và dòng nhạc tình ca. Và đây cũng sẽ là chương trình sau cùng dành cho nhạc sĩ Văn Phụng, một tên tuổi đã chói sáng một thời trên nền trời âm nhạc Việt Nam. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước khi bước vào lắng nghe những bản tình ca mượt mà của nhạc sĩ Văn Phụng, chúng ta hãy trở về với phần tiểu sử của ông để tìm hiểu đôi chút về đời sống tình cảm của Văn Phụng khi ông đang ở vào lứa tuổi mới biết yêu. Chuyện tình đầu của nhạc sĩ Văn Phụng với Châu Hà đã luôn là một đề tài được bàn tán trong giới văn nghệ sĩ trong thời gian ấy. Và cũng để từ sự khởi đầu của cuộc tình duyên này, chúng ta sẽ thấy được chuyện tình ấy đã ảnh hưởng như thế nào đến những nhạc phẩm của nhạc sĩ Văn Phụng trong lĩnh vực sáng tác tình ca sau này. Nếu như trong đám bạn trai, Văn Phụng như là một người thủ lãnh bởi ngón đàn tài hoa của ông, thì trong đám bạn nữ, có một giọng hát rất đỗi liêu trai của Châu Hà, người thiếu nữ Hà Nội có mái tóc dài, vẫn thường thả lỏng xuống bờ vai như một dòng suối. Trai tài, gái sắc cứ quấn quýt bên nhau. Thế nhưng bố của Văn Phụng vốn đã có ác cảm với chuyện văn nghệ, nên tìm đủ mọi cách để ly gián tình yêu của con trai. Biết gia đình Văn Phụng không chấp nhận mình, Châu Hà phẫn uất đi lấy chồng và theo chồng vào Sài Gòn để xa hẳn một quá khứ buồn. Châu Hà đi rồi, một thời gian sau, Văn Phụng cũng được bố mẹ cưới vợ. Ông chấp nhận một cuộc hôn nhân như để khỏa lấp những trống vắng mà Châu Hà để lại cho mình. Vợ ông cũng là người Hà Nội, nổi tiếng đẹp người, đẹp nết và rất được bố mẹ chồng thương quý. Nhưng cho dù mọi người đã nhìn vào cuộc hôn nhân ấy ở một góc cạnh hạnh phúc nào đi nữa, thì đối với Văn Phụng, đây cũng vẫn chỉ là một mối lương duyên bị ép buộc. Và có lẽ vì thế, trong những lúc trở về với những kỷ niệm của mối tình đầu, ông đã viết nhạc phẩm Yêu và Mơ. Nội dung của nhạc phẩm là những lời tình tự, trìu mến, thương yêu của chàng trai dành cho người yêu của mình. Tình yêu say đắm thể hiện qua những lời yêu thương dành cho cô, nét đẹp của đôi môi, đôi mắt mơ màng, làn tóc dài óng ả. Tình yêu ngọt ngào để những trao gửi khi họ cùng bên nhau, tiếng hát dịu dàng của cô
đã là những âm thanh ngây ngất vui. Họ đã cùng nhau dệt nên những giấc mộng tương lai và hứa hẹn sẽ mãi mãi bên nhau. Tình yêu sẽ mãi còn với đôi lứa yêu nhau như lời khẳng định đầy ngọt ngào âu yếm. Yêu em biết bao đêm dài, yêu em lúc ban mai, yêu em lúc em tươi cười, khẽ nói yêu anh hoài. Anh yêu nhất đôi môi hồng, yêu đôi mắt say mơ. Anh yêu tóc em buông dài, yêu em tình ngất ngây. Anh yêu mãi đôi tay mềm, yêu em lúc em đàn. Anh yêu tiếng ca êm đềm, khẽ hát câu dịu dàng. Chiều chiều bên nhau nhìn trăng vàng, tay cầm tay ta cùng mơ màng, xây đắp mộng đẹp cho tương lai, thương yêu nhau mãi mãi. Yêu em biết bao đêm dài, yêu em lúc ban mai, yêu em thiết tha bao tình, mãi mãi không phai nhòa. Anh yêu nhất đôi môi hồng, yêu đôi mắt say mơ. Anh yêu tóc em buông dài, yêu em tình ngất ngây. Anh yêu mãi đôi tay mềm, yêu em lúc em đàn. Anh yêu tiếng ca êm đềm, khẽ hát câu dịu dàng. Chiều chiều bên nhau nhìn trăng vàng, tay cầm tay ta cùng mơ màng, xây đắp mộng đẹp cho tương lai, thương yêu nhau mãi mãi. Yêu em biết bao đêm dài, yêu em lúc ban mai, yêu em lúc em tươi cười, khẽ nói yêu anh nhiều. Quý vị vừa lắng nghe tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc trong nhạc phẩm Yêu và Mơ, một sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Văn Phụng. Trong những sáng tác của Văn Phụng, chúng ta luôn tìm thấy tiếng hát với tiếng đàn ở khắp mọi nơi. Dịu dàng là một trong số những ca khúc ấy. Bối cảnh được dùng để sáng tác nhạc phẩm là một con thuyền lênh đênh trên dòng sông vào một đêm trăng, êm đềm, lãng mạn và đầy thơ mộng. Những hình ảnh trong nhạc phẩm này có lẽ chỉ còn thuộc về dĩ vãng của những ngày xa xưa ấy mà thôi. Ngồi trên một chiếc thuyền trong một đêm trăng, rồi bỏ lái, mặc cho nó trôi dạt trên dòng sông, để rồi thả hồn theo tiếng nhạc và đắm mình trong ánh trăng đêm. Xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Dịu Dàng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dương. Tin rằng quý vị cùng chúng tôi cũng sẽ có thể đắm mình trong đêm trăng thơ mộng ấy. Dòng sông
ôm ánh trăng vàng nhẹ dâng làn sóng mơ màng thuyền ai bỏ lại trôi hững hờ lờ lỡ vọng mây cung đàn hòa trong làn gió mơ màng vầng trăng còn đó như ngóng chờ những ai chưa từng mộng mơ đêm nay trăng thanh ta ca bên nhau khúc ca tâm tình hòa cùng nhịp đàn hòa vang ánh trăng sáng soi trên môi bông hoa xinh tươi là lời mơ màng trong đêm thanh vắng nhạc lắng êm đềm cùng đàn dâng lên tha thiết say đắm mơ hồ đàn ơi từ những cảm xúc về những cơn mưa của nhạc sĩ Văn Phụng là nhạc phẩm Dã Từ Đêm Mưa, không có âm hưởng thanh thoát với những từ ngữ dịu dàng, ngọt ngào như trong nhạc phẩm Mưa. Dã Từ Đêm Mưa đã được thể hiện bằng những cung bậc sôi nổi, dập dồn của điệu cha cha đầy cuốn hút. Dã Từ Đêm Mưa đưa người nghe vào một đêm khuya, mưa rơi hiu hắt, hạt mưa rơi không ngớt trên con đường vắng lặng. Mưa rơi ngoài trời và mưa cũng rơi trong lòng người. Hạt mưa hay giọt nước mắt rơi ướt mi người con gái, khiến lòng chàng trai se thắt, bàng hoàng một nỗi đớn đau. Những giọt mưa đêm sẽ vẫn mãi rơi trong nỗi hoang mang, bâng khuâng tận cùng, khóc thương cho một duyên tình không đoạn kết.
Ngay bây giờ, chúng tôi xin được gửi đến cùng quý vị khán thính giả nhạc phẩm Dã Từ Đêm Mưa bằng tiếng hát ngọt ngào truyền cảm của ca sĩ Anh Khoa. Rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang, tâm tư trầm lắng. Hạt mưa gieo rắc nỗi buồn cho thế gian giàu, thương mối duyên đầu, yêu lứa đôi nghèo. Đôi mưa dòng nhạc của nhạc sĩ Văn Phụng nhìn chung mang nhiều nét tươi vui. Như chúng ta đã lắng nghe rất nhiều ca khúc trong chương trình thứ nhì dành cho ông với dòng nhạc Viễn Du. Thế nhưng, nói như thế không có nghĩa là Văn Phụng không sáng tác nhạc buồn. Và đã nói đến nhạc buồn của Văn Phụng thì không thể nào bỏ qua hai nhạc phẩm có tựa đề Chán Nản và Nỗi Buồn. Có thể nói là nhạc phẩm Nỗi Buồn của Văn Phụng là một trong những nhạc phẩm buồn nhất đã được sáng tác thuộc thể loại tình ca của ông. Mặc dù có tựa đề là Nỗi Buồn, thế nhưng trong nhạc phẩm, Văn Phụng đã đề cập rất nhiều đến mưa và đến tâm trạng của một người cô đơn, thất tình, đi lang thang vô định trong một đêm mưa não nùng.
thê thiết. Chẳng biết tâm trạng ấy có phải là của chính nhạc sĩ hay không, chưa bao giờ thấy ông đề cập đến. Nhưng nỗi buồn đã chiếm được sự yêu thích của rất nhiều người trong giới yêu nhạc. Có lẽ vì tâm trạng buồn bã, yếm thế ấy cũng đã là tâm trạng chung cho những người đau khổ vì tình yêu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nỗi buồn với tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Hà. Hay cùng tôi nỗi buồn sẽ nét tim tôi một mình một bóng trăng đêm tìm về đường phố không tên bước chân nào còn lưu luyến ngõ buồn tí tách mưa rơi tiếng đàn héo hắt buông lời lạnh lùng giọng hát chơi vơi đèn vàng một bóng đơn côi tiếng ca nào đó xa vời sao rơi biết ai sẽ mối u sầu Đến khoảng đầu thập niên 1950, vợ chồng Văn Phụng đã có hai người con gái. Những tưởng mọi sự đã an bài, nhưng tình xưa đâu dễ quên. Hình ảnh của người thiếu nữ trong mối tình đầu vẫn là một nỗi ám ảnh không nguôi. Tất cả những nỗi nhớ nhung, day dứt
đều được ông đưa vào các ca khúc của mình. Tìm đâu thấy liễu xanh xanh lá lơi, hay đi tìm dòng suối tóc trên vai, ghi trong khóe mắt u hoài hình bóng ai, tôi thấy em một đêm thu êm ái. Nói về dòng nhạc của nhạc sĩ Văn Phụng, chúng ta không thể không nhắc đến nhạc phẩm Suối Tóc. Nhạc phẩm đã gắn liền với tên của ca sĩ Châu Hà là hiền thê của ông. Giai thoại đẹp đẽ về cuộc tình của họ qua nhạc phẩm Suối Tóc đã được rất nhiều người biết đến, cũng như tình duyên đẹp đẽ ấy vẫn được biết bao nhiêu người đến nay vẫn hằng ngưỡng mộ. Tưởng cũng nên nhắc qua đôi chút về hoàn cảnh ra đời của Suối Tóc. Với nhiều nguồn tư liệu từ những người yêu mến dòng nhạc Văn Phụng, ông đã gặp Châu Hà lần đầu tại Hà Nội. Bên cạnh phím đàn dương cầm, Châu Hà với mái tóc dài như dòng suối đã khiến tâm hồn người nghệ sĩ rung động. Những rung động buổi đầu đời trong tâm hồn chàng trẻ tuổi đã không bao giờ có thể xóa nhòa, khiến ông quên được Châu Hà. Cho dù sau đó ông đã vâng lệnh song thân lập gia đình. Sau khi di cư vào Nam, nơi Châu Hà đã và đang sống, sinh hoạt văn nghệ, Văn Phụng gặp lại Châu Hà. Tình yêu chưa bao giờ phai nhạt trong lòng ông lại nhen lên như đốm lửa, mạnh mẽ thăng hoa. Và Suối Tóc, nhạc phẩm lãng mạn, trữ tình viết cho Châu Hà, đã như một lời tỏ tình đầm thắm, một mơ ước nồng nàn, mãnh liệt cho những kết ước trăm năm. Với những lời nhạc dịu dàng nhưng giai điệu của ca khúc lại khiến chúng ta cảm nhận được sự cháy bỏng yêu thương của ông dành cho Châu Hà, người yêu dấu trong cuộc đời người nghệ sĩ tài hoa. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến cùng quý vị nhạc phẩm Suối Tóc với tiếng hát của Châu Hà, người đã tạo nguồn cảm hứng khiến cho nhạc phẩm chào đời và sẽ còn mãi mãi được yêu mến, trân trọng. Thank you.
rừng núi xanh, chúng ta cùng thăm con suối dịu êm. Nhưng thiên nhiên không xanh như tóc em, nhưng thu hoa không mơ như đôi mắt em. Lòng tôi muốn viết nên đôi vần thơ, hãy cùng đàn Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Châu Hà và tiếng đệm đàn Dương Cầm của chính nhạc sĩ Văn Phụng trong ca khúc Suối Tóc. Tiếp tục với tình ca Văn Phụng, chúng tôi xin được giới thiệu một tuyệt phẩm khác của ông đã được sáng tác trong giai đoạn buồn khổ lúc Văn Phụng và Châu Hà chưa tìm lại được nhau. Đó là nhạc phẩm Tiếng Dương Cầm. Chúng ta đừng quên rằng khi còn rất trẻ, Văn Phụng đã là một dương cầm thủ hữu hạng. Nhà thơ Du Tử Lê đã nói về nhạc phẩm này như sau: chính tiếng dương cầm là môi giới, trung gian hình thành cuộc tình Châu Hà Văn Phụng. Chúng ta cũng có thể ví tiếng dương cầm của Văn Phụng là chiếc nôi để Châu Hà gửi tiếng hát tình yêu trăm năm của mình vào đấy. Không biết câu hỏi "Người ơi còn nhớ" ở trong lời nhạc đã được đưa vào không gian tâm tưởng và hồi ức của nhạc sĩ Văn Phụng bao lâu mới có được hồi âm. Chỉ biết rằng sau khi cả Châu Hà và Văn Phụng có lại được tự do thì cuộc trùng phùng ấy đã như một phép lạ để họ được tái sinh và đoàn tụ. Bầy chim ca hót vang, tung cánh nhẹ bay la đà. Bướm khoe mình trên muôn cánh hoa, chập chờn tung bay thướt tha, đùa giỡn trong tia nắng vàng. Nhớ hôm nào tình xuân ngất ngây, mưa phùn rơi rơi ướt vai, đi mãi tìm ai yêu đàn. Bước chân lạc nơi đây chốn nào, trên lầu ai kia ngất cao, vang tiếng dương cầm thiết tha. Chậm chậm êm êm thanh thoát, nhịp nhàng khoan thai thắm thiết, nhạc sầu vang câu luyến tiếc. Người ơi còn
vai ngày xưa. Vì ai dệt nên câu nhạc lâm ly cho đời say trong ý thơ, cho hồn bay theo tiếng tơ về phía trời xa xa mờ. Tiếng dương cầm còn vang thiết tha, riêng mình ta để với ta chìm đắm trong một giấc mơ. Xuân ngất ngây, mưa phùn rơi rơi ướt vai, đi mãi tìm ai yêu đàn. Bước chân lạc nơi đây chốn nào, trên lầu ai kia ngất cao, vang tiếng dương cầm thiết tha. Chậm chậm êm êm thanh thoát, nhịp nhàng khoan thai thắm thiết, nhạc sầu vang câu luyến tiếc. Người ơi còn nhớ Chopin ngày xưa, vì ai dệt nên câu nhạc lâm ly cho đời say trong ý thơ, cho hồn bay theo tiếng tơ về phía trời xa xa mờ. Tiếng dương cầm còn vang thiết tha, riêng mình ta đây với ta chìm đắm trong một giấc. Quý vị vừa lắng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dương trong ca khúc Tiếng Dương Cầm của nhạc sĩ Văn Phụng. Và đây cũng chính là ca khúc đã được chúng tôi xin mạn phép để sử dụng làm nhạc hiệu cho chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc ngay từ chương trình đầu tiên cho đến ngày hôm nay. Xin chân thành tri ân đến nhạc sĩ Văn Phụng và nhạc phẩm Tiếng Dương Cầm của ông. Vào khoảng năm 1954, nhạc sĩ Văn Phụng sáng tác ca khúc Tiếng Hát Với Cung Đàn. Ca khúc mang một âm hưởng rất mới lạ, khá rộn rã vui tươi, cho dù nội dung lại diễn tả những nỗi nhớ thương mong chờ của hai người đang yêu nhau và phải xa cách nhau. Nhạc phẩm được bắt đầu bằng những lời hát với giai điệu du dương. Đêm nay khi ánh trăng êm đềm trong sáng, ngân nga tiếng tơ gieo sầu nhớ chan hòa. Và cứ thế, những âm hưởng mênh mang ngập tràn cảm xúc cứ như dòng suối êm đềm tuôn chảy, những ước mơ ngọt ngào với ánh trăng trong sáng, êm ái bên người yêu và cung đàn có tiếng hát hòa nhịp, tưởng không còn mơ ước nào thần tiên nên thơ và diễm ảo cho bằng. Tiếng hát với cung đàn, một hòa nhịp tuyệt vời mà chúng ta có thể cảm nhận được trong nhạc phẩm của Văn Phụng. Ngày hôm nay, ngay bây giờ, nhạc phẩm Tiếng Hát Với Cung Đàn xin được gửi đến cùng quý vị khán thính giả. La 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 la
trong sáng ngân nga, tiếng tơ reo sâu nhớ tràn hòa xa xa, bóng đôi chim nhẹ xóa trăng ngà, buồn nhìn đôi chim nhớ người, nhớ người tình mơ bóng dáng vẫn xa mờ. Xuân sang không hững hờ tình duyên anh mơ, anh mơ khi ánh trăng êm đềm trong sáng bên em, khẽ rung cung đàn yêu mơ màng sẽ hòa như muôn tiếng hát với cung đàn. Tình là tựa đề một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng. Trong những sáng tác của người nhạc sĩ này, chúng ta đã thấy ông đã cho ra đời rất nhiều nhạc phẩm mà cho dù có mang giai điệu không đến nỗi thê thiết não nùng, nhưng dường như ở trong những sáng tác ấy, đâu đâu chúng ta cũng cảm nhận được một sự mất mát, chia lìa. Nhạc phẩm Tình là một trong những số ấy. Ca khúc đã được Văn Phụng sáng tác trong khoảng thời gian ông và Châu Hà vẫn chưa có cơ hội để trùng phùng. Vì thế, người ta sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu lắng nghe nhạc phẩm Tình của ông, nhạc phẩm mà trong đó đã được Văn Phụng sử dụng phương pháp điệp ngữ để lặp đi lặp lại hai chữ tình và chữ yêu. Và nội dung cũng được ông đưa ra hai hình ảnh tương phản của tình yêu, những lúc vui tươi phấn khởi vì có tình yêu, cũng như tâm trạng sầu muộn khi mối tình ấy đã không còn nữa. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu.
4 câu thơ trong bài thơ có tựa đề Vì sao của thi sĩ Xuân Diệu nói về tình yêu. Dường như ai trong chúng ta thuở còn cắp sách đến trường, lúc ở cái tuổi bắt đầu biết yêu đương mơ mộng, đều đã từng nghe qua. Nhạc sĩ Văn Phụng có lẽ cũng đã cố gắng định nghĩa hai chữ tình yêu ấy trong nhạc phẩm Tình mà ông đã sáng tác. Chúng ta hãy lắng nghe tâm trạng của những người đang yêu qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh. Thank you.
tình là một chuyện âu sầu, tình là mình nhiều nỗi thương đau. Tình là một chuyện chia lìa, tình là mình khổn thức đêm khuya. Tình đẹp từ mùa thu vàng, tình là mình lệ ướt tuôn rơi. Tình là một chuyện đau lòng, tình là mình mỏi mắt chờ trông. Yêu nhau chỉ cho thương nhớ, yêu nhau chỉ cho khiến đôi mắt mờ. Yêu nhau sao không đi tới, yêu nhau sao đã quên nhau rồi. Yêu nhau chỉ cho tan mờ, yêu nhau chỉ cho mắt hoen. Yêu nhau chỉ cho thương đau, yêu nhau chỉ cho mãi âu sầu. Một trong những nhạc phẩm trữ tình đã được giới thưởng ngoạn đón nhận rất nồng nhiệt của nhạc sĩ Văn Phụng, được viết bằng thể điệu slow rock, đó là nhạc phẩm Tôi đi giữa hoàng hôn. Hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm khá đặc biệt. Theo nhiều tư liệu thì Văn Phụng sau khi di cư vào Nam đã gặp lại Châu Hà mối tình đầu xa xưa. Nhưng vì ông đã lập gia đình và Châu Hà cũng đã yên bề gia thất, tình yêu cũ vẫn như ngọn sóng trào dâng mãnh liệt. Nhưng đời sống với biết bao ràng buộc, hệ lụy chung quanh khiến Văn Phụng và Châu Hà đã phải mất một thời gian dài để họ có được cuộc hôn nhân sau này vào năm 1963. Trong thời gian tuy yêu nhau mà không được bên nhau khiến Văn Phụng rất chán nản, phiền muộn. Niềm cảm xúc này đã là nguồn cảm hứng để ông viết nhạc phẩm Tôi đi giữa hoàng hôn. Nhạc phẩm được viết khoảng năm 1962, sau một thời gian dài tranh đấu vượt qua bao trở ngại. Tiếng hát và cung đàn đã cùng hòa điệu và giai điệu tuyệt đẹp của cuộc hôn nhân này đã kéo dài cho đến khi ông giã từ cuộc đời vào năm 1999. Nhạc phẩm đã kết thúc với những câu hát thật buồn. Hình ảnh một người đi trong bóng hoàng hôn đang dần xuống, cứ đi mãi về một nơi nào xa xôi vô định mà hồn miên man thương thương nhớ nhớ, đã khiến ca khúc tuy đã chấm dứt mà hồn người nghe vẫn còn lãng đãng theo bước chân người lãng tử. Và ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến cùng quý vị khán thính giả nhạc phẩm Tôi đi giữa hoàng hôn với sự trình bày của một giọng hát rất truyền cảm, tiếng hát của nam ca sĩ Đan Hồ. Ngắm cánh chim lạc loài mà lòng mình thấy u hoài.
hai đứa dắt nhau tươi cười, mắt say sưa thắm mộng đời. Dù cho mưa gió bên mái tranh nghèo, dù cho nắng dù cho sương khói mịt mờ, niềm thương yêu hằng xin mãi mãi không hề phai. Nhớ 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 đêm nào trên bến tìm sao, hai đứa nhìn nhau không nói một câu, mơ ước ước mơ dạt dào, như thầm hẹn nhau mùa sau. Mặc dù buồn chán, tuyệt vọng, người ta vẫn không tìm thấy sự yếm thế, bi thảm trong tôi đi giữa hoàng hôn. Nhưng chỉ là một nỗi buồn, lâng lâng, siêu thoát, nhẹ nhàng mà thôi. Cuối cùng thì cả hai cũng vượt qua được mọi trở ngại để lại có nhau, trở thành một đôi uyên ương nổi tiếng trong làng ca nhạc Sài Gòn một thời. Sang Hoa Kỳ tị nạn vào năm 1978, Văn Phụng đã viết hòa âm cho nhiều hãng làm băng nhạc Việt Nam tại California và trên thế giới. Trở lại với khuynh hướng sáng tác tình ca của Văn Phụng, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn một ca khúc với tựa đề Yêu. Trong nhạc phẩm Tình của Văn Phụng mà chúng ta đã nghe, ông đã cố gắng diễn tả tình yêu. Thế nhưng dường như bấy nhiêu vẫn chưa đủ, ông lại cho ra đời ca khúc có cùng nội dung và cũng đặt với một tên ngắn ngủi, vỏn vẹn với một chữ yêu. Ngạn ngữ Anh có câu: nhớ một người là cách trái tim bạn đang nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy. Và trong ca dao Việt Nam cũng đã có câu với nội dung tương tự như thế: nhớ ai
ra nghịnh vào ngơ. Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai. Tình yêu bao giờ cũng là chủ đề muôn thuở cho những sáng tác của các văn nghệ sĩ. Chính vì thế mà bất cứ nhạc sĩ nào, cho dù họ có hạnh phúc hoặc khổ đau, thì ít nhiều đều sáng tác tình ca. Nhưng dường như những khổ đau chia lìa thường lại dễ dàng tạo cảm hứng để sáng tác hơn là hạnh phúc. Xin gửi đến quý vị một câu văn ngôn nữa trước khi chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm Yêu của nhạc sĩ Văn Phụng qua sự trình bày của nữ ca sĩ Ái Vân. Một câu văn ngôn ngoại quốc đã được viết ra để cho chúng ta thấy rằng sự mất mát trong tình yêu luôn là một nỗi đau khổ khó phai mờ. Câu nói ấy như sau: bạn chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích và một ngày để yêu, nhưng có thể sẽ mất cả cuộc đời để cố quên đi một người nào đó. Rơi và tới yêu là tình dâng cao gió lao sao ngả hàng phi lao phút ai ân đắm say tâm hồn nhớ mai đêm nào bên nhau. Chi ngày vui sẽ bóng đôi lòng chia xa, hồn tàn hơi buốt giá khi mùa xuân qua úa phai nhạt hoa. Nhớ thương bao nhiêu một người thân yêu về miền hoang liêu, những trang thư là hành trang theo cố nhân ơi dần hờn chi nhau. Yêu là tìm thương đau những khi
khi ua nhau tâm tư. Nhạc sĩ Văn Phụng thật sự có một tâm hồn nghệ sĩ. Ông thích cây cỏ thiên nhiên. Vài năm sau khi định cư tại Hoa Kỳ, ông mua được một căn nhà nhỏ ở Springfield, Virginia, trồng nhiều loại cây khác nhau và biến mảnh vườn nhỏ của ông thành một vườn địa đàng nho nhỏ. Mỗi sáng thức dậy, ông ra vườn ngắm trời xanh, nghe chim hót, ngồi uống trà, hưởng cuộc sống vui thú điền viên. Văn Phụng đã cống hiến rất nhiều cho nền âm nhạc Việt Nam với hàng trăm ca khúc, khởi đầu bằng Ô Mê Ly vào năm 1948 và chấm dứt vào năm 1972 với bản Chán Nản. Chán Nản là một ca khúc buồn của nhạc sĩ Văn Phụng đã được sáng tác vào khoảng năm 1972. Và theo nhiều tư liệu thì đây là sáng tác cuối cùng của nhạc sĩ Văn Phụng. Nhạc phẩm là một lời tâm sự của người nghệ sĩ. Khi ngoài những lúc vui, tâm hồn cũng còn có những lúc rơi vào khoảng không u tối của cuộc đời. Những phút khắc khoải, hồn chùng xuống nhìn vào một màu xám mênh mang trong đời sống con người. Cuộc đời có phải quá chán, quá buồn, những nỗi sầu không tên vẫn mãi mãi đeo đuổi ám ảnh trong tâm hồn người nghệ sĩ. Mùa thu chết đi cùng bao lá rơi, gió thì vẫn thổi loạn tràn ngập con tim, sóng cuốn đi tất cả mơ ước cuộc đời với những niềm vui tươi cùng hạnh phúc. Nỗi buồn chán đến độ tuyệt vọng trong ca khúc là một trong những sáng tác hiếm hoi của nhạc sĩ Văn Phụng. Người nhạc sĩ với những dòng nhạc đẹp đẽ, trong sáng và êm đềm. Ngày hôm nay, ca khúc Chán Nản sẽ được trình bày cùng quý vị ngay bây giờ với tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly. Sâu không đâu không tên, tay đôi tay yếu đuối dâng lên trời vơi giữa trời, than van cho thần kiếp đọa đầy đời bao xót xa. Nhìn lá rơi mùa thu chết rồi, gió cứ rít lên xuyên qua tim tôi, xuyên qua làn môi, gió đã cuốn
cuộc đời tốt tươi, buồn ơi chán. Văn Phụng mất năm 1999. Ông đã ra đi, để lại trong tâm hồn những người yêu nhạc nỗi tiếc thương vô bờ bến. Như những lời nhạc buồn ông đã viết, niềm thương yêu hằn in mãi mãi, không hề phai. Trong nhạc phẩm Tôi đi giữa hoàng hôn, nhạc phẩm mà dường như đã được ông yêu thích nhất vì sự chuẩn mực của nó. Và cũng có lẽ bởi vì đó là một trong số rất ít nhạc phẩm mang tâm sự buồn từ một nhạc sĩ luôn lạc quan, yêu đời cho đến những giây phút cuối của cuộc đời. Và như thông lệ, chúng tôi sẽ chấm dứt chương trình Tơ lòng trên phím nhạc kỳ thứ 68 hôm nay bằng một nhạc phẩm được sáng tác cho mùa xuân của nhạc sĩ Văn Phụng, đó là ca khúc Xuân Họp Mặt, sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Và nhạc phẩm này cũng đã kết thúc 3 chương trình liên tiếp dành tưởng nhớ nhạc sĩ Văn Phụng. Xuân Họp Mặt sẽ được gửi đến quý vị qua hình thức hợp ca.
xuân mơ màng trong nắng vàng, khóc trong đêm giao vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Tơ Lòng Trên Phím Nhạc trong cuộc hành trình âm nhạc để thưởng thức dòng nhạc của nhạc sĩ Văn Phụng. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị tiếp tục khích lệ chương trình bằng việc đăng ký kênh, để lại những lời bình luận cũng như chia sẻ chương trình đến với những bằng hữu thân quen. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới, và Tơ Lòng Trên Phím Nhạc xin thân mến chia tay cùng quý vị khán thính giả nơi đây.